Cô chào tất cả các em học sinh. Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu sang bài số 19, một số thân mềm khác. Thân mềm rất phong phú và đa dạng. Chúng có khoảng 70.000 loài, có số loài rất lớn, đúng không nào? Chúng sống ở biển, ở nước ngọt như là sông, suối, ao, hồ và cả ở nước lợ. Một số sống trên cạn, số nhỏ sống chui rút. Trong bài này gồm có hai phần chính. Phần 1, tìm hiểu một số đại diện thường gặp. Phần 2, tìm hiểu về tập tính của một số thân mềm. Phần 1, một số đại diện. Các em sẽ tìm hiểu xem các đại diện này có đặc điểm cấu tạo, nào, có lối sống như thế nào. Đây là hai đại diện đầu tiên của ngành thân mềm. Chúng là những loài thân mềm có một vỏ xoắn ốc bao bọc bên ngoài cơ thể để bảo vệ. Ốc sên thì sống trên cạn nè, di chuyển là bò chậm chạp. Đây là phần vỏ cơ thể, đây là đỉnh vỏ, đây là tua đầu của cơ thể, có hai tua đầu nha. Và trên mỗi đỉnh của tua đầu có mắt nha. Đây là tua miệng, có hai tua miệng sẽ ngắn hơn so với tua đầu. Đây là phần thân, ở bên dưới thân đó là chân nha. Về ốc vặn thì cấu tạo vỏ của nó cũng gồm có một mảnh vỏ xoắn ốc bao bên ngoài. Bên cạnh đó nó còn có thêm nắp vỏ để bảo vệ cơ thể. Ốc vặn sống ở nước ngọt, cũng di chuyển đó là bò chậm chạp ở trong nước ha, có giá trị để làm thực phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về sò. Sò thì sống ven biển. Đây là loài gồm có hai mảnh vỏ ghép lại với nhau để bảo vệ cơ thể. Về mặt cấu tạo thì chúng có cấu tạo hoàn toàn giống với lại trai sông các em đã được học. Chúng ít di chuyển nè, người ta khai thác chúng để làm nguồn thức ăn, có giá trị được. Nó là món ăn đặc sản nè, có giá trị để xuất khẩu nha. Thì đây là các đại diện. Cơ thể của nó gồm có vỏ bao bọc bên ngoài để che chở và bảo vệ cơ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu sang hai đại diện tiếp theo, đó là mực và bạch tuộc. Riêng mực và bạch tuộc là những đại diện đã chuyển sang lối sống di chuyển tích cực, thích nghi với cách ăn mồi sống ở biển và đại dương. Chính vì thế, cấu tạo ngoài cơ thể của nó có những biến đổi khác đi để thích nghi với lối sống đó. Thì nó biến đổi như thế nào? Đây, ở mực thì vỏ đá vôi của nó đã tiêu giảm, chỉ còn một mảnh để nâng đỡ cơ thể, đó là mai mực nằm bên trong áo của chúng. Chúng được khai thác để làm thức ăn nè. Về mặt cấu tạo thì như thế nào nữa? Các giác quan của chúng thường phát triển nè, cơ quan di chuyển phân hóa thành các tua, gồm có 8 tua ngắn và 2 tua dài. Trên mỗi tua dài có các giác bám. Mắt nè, có hai mắt, đây là thân và vây bơi. Còn về bạch tuộc thì bạch tuộc có 8 tua, mai lưng tiêu giảm, có nghĩa bây giờ cái mai của nó so với mực thì bây giờ mai lưng của nó cũng không còn luôn, tiêu giảm đi hoàn toàn. Nó săn mồi rất là tích cực và chúng khai thác để làm thực phẩm cho con người. Đó là đại diện cho lối sống di chuyển tích cực nha. Sau đây chúng ta cùng hệ thống lại môi trường sống, lối sống, đặc điểm cấu tạo của các đại diện nha. Về môi trường sống thì ốc sên là sống trên cạn nè, mực sống ở biển, bạch tuộc cũng vậy ha, sò thì sống ở ven biển. Về lối sống thì ốc sên bò chậm chạp nè, mực thì bơi nhanh, bạch tuộc săn mồi tích cực, sò thì sống vùi lấp trong bùn cát. Đặc điểm cấu tạo, ốc sên là có đầu, thân, chân, có một vỏ xoắn ốc để bảo vệ. Mực do thích nghi với lối bơi nhanh cho nên là nó có tua, các tua có vây bơi. Vỏ thì tiêu giảm, chỉ có mai mực để giúp cho cơ thể nó di chuyển nhanh hơn. Bạch tuộc, mai lưng tiêu giảm hoàn toàn, tua thì có nhiều giác bám. Có 8 tua và trên mỗi tua đều có giác bám hết.
Sò là có hai mảnh vỏ cấu tạo như tre sông các em đã học. Như vậy, qua đó, các em nhận xét như thế nào về môi trường sống và lối sống của các động vật thân mềm? Thân mềm rất đa dạng về môi trường sống và lối sống của chúng. Đây là một số đại diện thân mềm khác mà chúng ta thường gặp. Những loài hai mảnh vỏ như là ngoài trai sông nè, sò chúng ta đã học, thì nó còn có ngao, hến nè, sò huyết, sò lông, sò điệp, vân vân. Có rất nhiều loài có hai mảnh vỏ khác nữa, các em tìm hiểu thêm ha. Và đây là loài có một vỏ sắn, thì ngoài ốc sên nó còn có ốc hương nè, ốc vặn nè, ốc gạo, ốc mút, ốc len, vân vân. Đó là một số loài có một vỏ sắn nha. Đây là nội dung của phần 1. Các em hãy kẻ bản này vào trong vở của mình nhé. Chúng ta chuyển sang phần 2, tìm hiểu về tập tính của thân mềm. Các em biết rằng là hệ thần kinh của thân mềm rất phát triển và tập trung hơn so với dung đốt. Hạch não phát triển. Ở mực thì có hộp sọ để bảo vệ não. Đây là hiện tượng duy nhất có ở động vật không xương sống. Thì hệ thần kinh phát triển đó là cơ sở cho các giác quan cũng như là tập tính phát triển. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem coi là ở thân mềm có những tập tính nào nha. Các em, thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tính ốc sên. Ốc sên có tập tính gì trong đời sống nè? Chúng thường đào hốc để đẻ trứng vào trong đó, thì ốc sên con sẽ ra đời sau vài tuần. Câu hỏi thứ nhất, theo em thì ốc sên sẽ tự vệ bằng cách nào? Phun chất nhầy, phun chất độc, hay là cố gắng bò thật là nhanh, di chuyển thật nhanh để tránh kẻ thù nè. Và câu hỏi thứ hai đó là ý nghĩa sinh học của tập tính đào hốc để đẻ trứng là gì? Đây là câu trả lời. Ốc sên tự vệ bằng cách là nó sẽ co rút đầu vào chân và thân vào trong lớp vỏ sắn có nắp đậy nha. Và khi nó đào hốc đẻ trứng để giúp bảo vệ trứng khỏi kẻ thù. Đấy là tập tính ở ốc sên nha em. Đây, các em hãy quan sát hình trên ha. Theo em thì ốc sên có lợi hay có hại cho cây trồng các em? Ốc sên là loài ăn thực vật, nó sẽ gây hại cho cây trồng. Đấy, em nhìn trên hình ha. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tính của mực. Mực săn mồi bằng cách nào nè em? Hay là bắt mồi bằng cách nào? Mực sẽ rình để mà bắt mồi nha. Thì thường là mực sẽ giấu mình vào trong rong rêu, bắt mồi bằng tua dài. Tua ngắn thì dùng để đưa mồi vào trong miệng của nó. Như vậy ở tập tính thứ nhất ở mực đó là rình để mà bắt mồi nha. Và khi gặp nguy hiểm thì chúng sẽ tự vệ bằng cách nào? Chúng sẽ phun hỏa mù. Hỏa mù đó chính là túi mực đó em, để tự vệ. Hỏa mù che mắt động vật khác, nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để trốn chạy hay không? Thì hỏa mù tạm thời che mắt được kẻ thù, giúp cho mực có đủ thời gian để mà trốn chạy. Thì mắt của mực có số lượng tế bào thị giác rất là lớn ha, cho nên nó vẫn nhìn rõ được phương hướng và chạy an toàn. Đấy là tập tính thứ hai, đó là tự vệ bằng cách là phun hỏa mù nha. Đó là hai tập tính ở mực. Đây là nội dung chính của phần 2. Các em hãy ghi hai nội dung chính này vào trong vở của mình nha. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy ghi đầy đủ nội dung bài học, học bài, đọc một em có biết và làm câu hỏi 1 sách giáo khoa trang 67, chuẩn bị bài 20.
thực hành quan sát một số thân mềm. Cô mến chào tất cả các em.